chương 1241, Chiến Thiên Kiêu Ba Thiên đao luân hồi Khủng bố đao mang ở lôi đài trung ngưng tụ, bay thẳng đến phía trước bổ tới, kéo vang lên thiên kiêu chiến đấu bắt đầu. Trung quanh, thượng vạn danh thanh niên quan kháng trên lôi đài chiến đấu. Người nói lần này chiến đấu ai có thể đủ thắng. Thần phong học viện tên kiêu Hoàng Thiên cảm giác hảo cường liệt tự tin, thế nhưng muốn 10 chiêu trong vòng đánh bại. Hoàng Thiên Hoàng Thiên, ta nhớ tới, ở hơn một năm trước, thần phong học viện trong viện xếp hạng đệ tam Hoàng Thiên, thực lực phi thường cường, bất quá lúc sau liền vẫn luôn không có hắn tin tức, không nghĩ tới hắn thế nhưng bế quan một năm. Một năm trước Hoàng Thiên liền sớm đã đạt tới nửa bước động hư, hiện giờ nhất định càng cường, Trần Lâm không nhất định có thể bảo vệ cho chính mình thiên kiêu chi danh. Vương Tiên đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới chiến đấu hai người, bên cạnh ba gã thanh niên nghị luận. Cái kia Trần Lâm không phải Hoàng Thiên đối thủ. Mà lúc này, nhìn đến phía dưới Hoàng Thiên dễ dàng ngăn cản trụ Trần Lâm công kích, Vương Tiên trong lòng đã có chút hiểu rõ. Hai người trên lệch còn là phi thường rõ ràng, cái kia hoàng thiên, xác thật có cùng ngạo tư bản. Không xong, Trần Lâm Sư Huynh rõ ràng không phải kia hoàng thiên đối thủ. Làm hắn nha, Trần Lâm Sư Huynh, làm hắn. chung quanh, đường ba chiêu qua đi, huyết lưu giáo phái một đám người nhìn đến phía dưới chiến đấu, một đám sắc mặt phẫn nộ nói. Ha ha, hoàng thiên sư huynh vô địch, đánh bại một cái thiên kiêu bản thứ 20 hoàn toàn là nhẹ nhàng. Hôm nay, chúng ta hoàng thiên sư huynh sẽ trực tiếp trở thành lớn nhất một con hắc mã, trực tiếp tiến vào tiền 10 thần phong học viện học viên nhìn đến hoàng thiên học trưởng thoải mái mà bộ dáng trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc lại một con hắc mã xuất hiện trong khoảng thời gian này quả thực quá điên cuồng thiên kiêu xuất hiện lớp lớp mấy ngày hôm trước nhậm tinh thần ngày hôm qua đoạn lâu xuyên hơn nữa hôm nay hoàng thiên này quả thực không cho người sống đoạn lâu xuyên đã sớm tới rồi đệ thập nhất phỏng chừng còn có thể đủ trở lên trước vài tên cũng không biết này thần phong học viện hoàng thiên có thể sớm đến đệ mấy danh thiên kiêu kiều sắp xuất hiện lệnh che giấu thiên kiêu toàn bộ ra tới chung quanh vây xem mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Ha ha, thứ chính chiêu, cho ta bại. Không quá một phút, phía dưới truyền đến một tiếng cùng tiếu thanh âm, chỉ thấy Hoàng Thiên trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, cánh tay hắn chấn động, trăm mét kiếm mang bay thẳng đến Trần Lâm công kích mà đi. Không tốt. Lúc này, Trần Lâm đầy mặt mồ hôi lạnh, nhìn Hoàng Thiên công kích, sắc mặt nang kham cắn chặt răng. Cho ta trắng. Hắn hét lớn một tiếng, chung quanh phạm vi trăm mét bùng đất hướng tới hắn trên người hội tụ. Hắn tuy rằng biết chính mình không phải hoàng thiên đối thủ, nhưng cũng muốn chống đỡ mười chiêu. Ha ha, còn muốn chống cự, chết đi. Hoàng thiên nhìn đến Trần Lâm phòng ngự, trong mắt ngược lại lộ ra lành lạnh chi sắc, một mặt sát ý, che giấu chỗ sâu nhất. Kiếm bạo. Trên mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn, trong tay trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm mang, bay thẳng đến tiến hành phòng ngự Trần Lâm công kích mà đi. Không xong, hắn đây là muốn giết Trần Lâm sư huynh. Xong rồi, Trần Lâm sư huynh hình thành phòng ngự dưới, căn bản không kịp đầu hàng. Chung quanh người sắc mặt biến đổi, đặc biệt là huyết lưu giáo phái đệ tử, sắc mặt đại biến. Phốc phốc phốc. Lôi đài trung ương, Trần Lâm nhìn đến Hoàng Thiên công kích, sắc mặt đại biến. Khủng bố kiếm mang hướng tới hắn tập kích mà đến, thổ thác phòng ngự, nhanh chóng hỏng mất. Hắn ở nửa bước động hư trung, tuyệt đối ở vào đỉnh. Trần Lâm trong mắt hoảng sợ, trong lòng tuyệt vọng. Chết đi. Hoàng Thiên thân hình bạo khởi, phía sau vô số đạo kiếm mang trực tiếp đem Trần Lâm bao trùm. Ha ha, ta nói mười chiêu bại ngươi, thế nhưng tìm chết còn muốn chống cự, ta đây chỉ có thể chém ngươi. Hoàng Thiên Huyền phù ở trên bầu trời, nhìn trên lôi đài đã mất đi sinh cơ Trần Lâm, trong mắt tràn ngập khinh thường. Oanh! Hảo Cường công kích, cái này Hoàng Thiên Hảo Cường. Trần Lâm thế nhưng bị chém giết, tê, mười chiêu, quả nhiên là mười chiêu, không phải đánh bại, mà là trực tiếp đem chi chém giết. Ha ha, học trưởng vô địch, học trưởng ngư bức chung quanh mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, thần phong học viện một đám người trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Huyết lưu giáo phái đệ tử một đám đầy mặt lửa giận. Ngô nải thiên kiêu thần phong học viện hoàng thiên, một trận chiến này gần là khởi điểm, ta sẽ một bước một cái thang trời, đạp một người danh thiên kiêu, bước lên đi. Hoàng thiên huyền phù ở lôi đài trên không, lãnh coi mọi người, ngạo nghễ nói. Một cổ mãnh liệt tự tin từ hắn trên người phát ra, cái loại này ngạo nghễ vô địch chi tư, lệnh rất nhiều thanh niên sắc mặt khẽ biến, tất cả mọi người biết, một con hắc mã, bắt đầu lao nhanh. Thật đúng là sẽ trang bức. Vương tiên nhìn huyền phù ở trên bầu trời hoàng thiên, hơi hơi lắc lắc đầu, thân hình vừa động. Hắn đi vào khiêu chiến trên đài, nhìn nhìn mặt trên khiêu chiến quy tắc. 500 linh dịch sao, khiêu chiến. Yêu cầu đưa vào tên, ân. Tùy tiện đã kêu một cái đi. Vương tiên nhìn khiêu chiến trên đài quy tắc, lấy ra 500 linh dịch đặt ở mặt trên. Hoàng thiên sư huynh vô địch, đạp thiên kiêu, ngạo thiên hành. Ông. Vô danh Kiêu Chiến Thiên Kiêu bản thứ 20 danh thần Phong học viện Hoàng Thiên. Liền ở thần Phong học viện một chúng học viên kêu gọi Hoàng Thiên vô địch, đạp Thiên Kiêu thời điểm, một tiếng lạnh băng thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Kiêu đài. Trong khoảnh khắc, mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Huyền Phù ở trên lôi đài không ngạo nghễ nhìn xuống mọi người Hoàng Thiên, sắc mặt cũng hơi hơi cứng đờ, chậm rãi trầm xuống dưới. Vừa rồi hắn còn nói muốn đi bước một đạp Thiên Kiêu bước lên càng cao phong, kết quả nháy mắt liền có người khiêu chiến chính mình. Này quả thực chính là trần trụi khiêu khích cùng vả mặt. Thảo, ai dám khiêu khích chúng ta hoàng thiên huynh đệ, tìm chết. Trục đầu trục đuôi, liền tên thật cũng không dám lộ ra tới, còn dám bước lên thiên kiêu đài, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tìm chết tìm chết, cũng dám khiêu chiến chúng ta học trưởng, học trưởng, làm chết hắn. Này sao lại thế này? Này hoàng thiên thực lực hiển nhiên sẽ không dừng bước thứ 20 danh, như thế nào còn có người dám tới khiêu chiến, này không phải tìm chết sao? Này hoàng thiên ra tay tàn nhẫn, còn có người dám khiêu chiến hắn thần phong học viện người đầy mặt phẫn nộ quát còn lại một ít người cũng là đầy mặt kinh dị lúc này thế nhưng còn có người dám khiêu chiến hoàng thiên vô danh bọn chuột nhắc lăn ra đây cho ta hoàng thiên huyền phù ở trên bầu trời mặt âm trầm hướng tới chung quanh quát trong mắt lập lòe sát khí vương tiên nghe được hắn nói hơi hơi nhíu mày trong mắt hiện lên một tia lạnh băng hắn thân hình vừa động nháy mắt hướng tới lôi đài nội bay đi ông tiến vào lôi đài nội vương tiên huyền phù ở trên không ánh mắt nhìn về phía hoàng thiên ân là ngươi khiêu chiến ta hoàng thiên nhìn đến vương tiên bay qua tới trong mắt lập lòe hàng mang từ trên xuống dưới đánh giá hắn liền tên thật tự cũng không dám sử dụng khuôn mặt còn bao vây ở mặt nạ dưới vô danh bọn chuột nhắc liền ngươi còn dám bước lên thiên kiêu đài hoàng thiên khinh thường tiếng quát từ hắn trong miệng truyền đến vang vọng toàn bộ lôi đài tấu chương xong chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai chiến thiên kiêu bốn vô danh bọn chuột nhắc này bốn chữ phi thường vang dội vương tiên thiết trí tên vì vô danh toàn thân lại ở áo đen cùng mặt nạ bao phủ dưới thấy không rõ khuôn mặt ha ha một cái không dám biểu lộ tên không dám lộ ra khuôn mặt gia hỏa còn dám lên đài có cái gì tư cách bước lên thiên kiêu đài không sai thiên kiêu bản thượng cái nào người không phải quang minh chính đại lòng dạ vô địch chi thế một cái không dám lộ ra tên thật không dám lộ ra chân dung vô danh bọn chuột nhắc còn dám kiêu chiến chúng ta hoàng thiên sư huynh lăn xuống đi thôi còn thiên kiêu ngươi đây là chuột chạy qua đường đi ha ha Trung quanh, thần phong học viện người nhìn đến vương tiên hoàn toàn che đậy thân hình một đám miệng vỡ trào phúng nói chính là còn lại một ít người nhìn vương tiên cũng là hơi hơi lắc lắc đầu trong mắt hơi hơi có chút khinh thường mỗi một cái dám lên đài thiên kiêu cái nào không phải lòng dạ vô địch chi thế quan minh chính đại giống loại này rụt đầu rụt đuôi vẫn là cái thứ nhất tên vị vô danh lại không lộ khuôn mặt này vô danh bọn chuột nhắc hình dung thật đúng là chuẩn xác ha ha loại người này còn muốn tiến vào thiên kiêu bản thật là người suy si nói mộng còn lại một ít người cũng là hơi hơi có chút kinh thường nói nói chuyện chú ý một chút vương tiên nghe được hoàng thiên nói ánh mắt lập lòe hướng tới hắn cảnh cáo nói ha ha ta nói chuyện chú ý một chút ngươi thật đúng là một cái phế vật hoàng thiên nghe được vương tiên nói âm lãnh cười lớn một tiếng muốn ta câm miệng liền lấy ra thực lực của ngươi ngươi loại này vô danh bọn chuột nhắc thật là chậm rễ ta thời gian ha ha học trưởng khí phách một cái vô danh bọn chuột nhắc quả thực là lãng phí thời gian cũng không biết này vô danh bọn chuột nhắc nơi nào tới, còn không nhanh lên lăn trở về đi. Thiên kiêu đài là thực lực giả sân khấu, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, còn làm người ta nói lời nói chú ý một chút, thật là khôi hài. Thượng vạn danh ở chung quanh quan kháng thanh niên ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Rụt đầu rụt đuôi, không hề có thiên kiêu chi tư. Nói chuyện khôi hài, không hề có cường giả khí khái. Ha ha! Vương tiên nhìn chầm chầm hoàng thiên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cánh tay hắn vung lên, hai mét lớn nhỏ kim quang, bay thẳng đến hoàng thiên công kích mà đi. Phế vật, quả thực lãng phí ta thời gian, ta nhất chiêu chém giết ngươi. Hoàng thiên nhìn đến vương tiên ra tay công kích, thân hình vừa động, trực tiếp đón nhận đi. Ken. Hắn trực tiếp rút ra trong tay trường kiếm, hướng tới kim lưu chém tới. Chạm vào. Đương hoàng thiên tản ra dịu nhãn kim mang trường kiếm trảm ở kim lưu thượng thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi lên. Như thế nào sẽ? Hắn trừng lớn đôi mắt, thân kiếm chung quanh kim mang bị trong phút chốc tan rã, khi kim mang xuyên qua hắn trường kiếm trực tiếp xẹt qua hắn cổ hắn xông tới thân hình nháy mắt ngừng lại một đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc để cho ta tới kêu ngươi tâm miệng vậy vĩnh viễn tâm miệng đi vương tiên nhìn hắn cứng đờ thân hình trên mặt không có chút nào biến hóa thân hình vừa động đi vào hắn bên cạnh trực tiếp đem trên người hắn nhẫn không gian lấy đi chạm vào đương vương tiên lấy đi hắn nhẫn không gian cùng vũ khí một khắc hoàng thiên cả người thân hình hướng tới phía dưới trụy đi hắn một viên đầu ở trên bầu trời chậm rãi cùng thân mình thoát ly hướng tới một bên lăng đi giờ khắc này chung quanh còn ở kinh bỉ vương tiên mọi người sắc mặt toàn bộ cương xuống dưới ngay cả nói chuyện thanh âm cũng đột nhiên im bặt mọi người trừng lớn đôi mắt tràn ngập kinh hải thần sắc nhất chiêu chỉ một chiêu không đến một giây đồng hồ hoàng thiên ngã xuống một cái cường đại đến mười chiêu giết chết trần lâm thiên kiêu liền như vậy nháy mắt bị giết cụ cụ này sao có thể sao có thể tất cả mọi người có chút không thể tin được thượng mục khắc bọn họ còn ở trào phúng vô danh bọn chuột nhắc ngay sau đó liền nháy mắt hạ gục một cái cường đại thiên kiêu hoàng thiên thực lực tất cả mọi người có thể nhìn ra tới ít nhất còn có thể đủ tăng lên năm sáu cái thứ tự này chỉ là ít nhất nhưng mà cứ như vậy một người chuẩn bị đạp thiên kiêu đi bước một đăng đỉnh hắc mã bị nháy mắt nháy mắt hạ gục ngẫm lại kia vừa rồi trào phúng mọi người sắc mặt kịch liệt biến ảo quá cường này quả thực quá cường vương tiên lạnh nhạt quét chung quanh một vòng sắc mặt không có chút nào biến hóa nháy mắt hạ gục một cái nửa bước động hư cường giả, lấy hiện giờ thực lực của hắn tới nói, quả thực quá dễ dàng. Hắn thân hình vừa động, bay ra lôi đài, nhìn đến bên cạnh một cái mở ra phòng ốc, trực tiếp bay đi vào. Ở phòng ốc nội, phóng một cái bình sứ, bên trong linh dịch. Toàn bộ phòng nội linh khí là bên ngoài gấp 2, hơn nữa có một cổ thanh hương đề thần tỉnh não. Vương tiên không có nhiều đải, đem linh dịch thu vào những không gian nội, bay thẳng đến càng cao lôi đài bay đi. Đường hắn đi vào khiêu chiến đài địa phương hạ đạt khiêu chiến lúc sau, Phát hiện xếp hạng thứ 19 Thiên Kiêu cũng không ở bên trong. Chờ đợi. Vương Tiên ấn một chút mặt trên thao tác cái nút, khiêu chiến đã phát ra, hai ngày nội, đối phương cần thiết lại đây ứng chiến, nếu không coi là nhận thua, cướp đoạt Thiên Kiêu tư cách. Người không ở bên trong, Vương Tiên trực tiếp rời khỏi Thiên Kiêu đài. Mà đương Vương Tiên rời khỏi Thiên Kiêu đài thời điểm, ở vào Thiên Kiêu thứ 20 danh Thiên Kiêu lôi đài chung quanh, mọi người bị bài xích ra tới. Khi bọn hắn ra tới một khắc, liền nhìn đến Vương Tiên hướng tới Thiên Kiêu các đi đến thiên kiêu các là một chỗ nghỉ ngơi nơi nơi đó là sao lại huyết lưu hoàng triều thành lập một cái nghỉ ngơi nơi vô danh bọn chuột nhắc vừa rồi còn nói vị kia là vô danh bọn chuột nhắc ha hả thật là châm chọc có được như thế thực lực hắn vì sao còn muốn giấu dếm tên cùng khuôn mặt thiên kiêu bản chính là mọi người trong lòng đỉnh nơi ha ha thần phong học viện người các ngươi hiện tại không trào phúng quả thực là trần trụi vả mặt a à, thật vất vả ra tới một người cường đại thiên kiêu kết quả khiêu khích người khác bị người trực tiếp chém giết thượng vạn người từ lôi đài nội ra tới, có chút người đầy mặt hoảng hốt, có chút người đầy mặt trào phúng, có chút người đầy mặt khiếp sợ. Thiên nộp, các ngươi xem, các ngươi nhìn bầu trời kiêu bản cuối cùng một người, ta ngọa tào. Đúng lúc này, một người thanh niên đột nhiên đầy mặt khiếp sợ chỉ vào thiên kiêu bản, lớn tiếng kinh hô. Ân. Chung quanh mọi người ánh mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Sao có thể, sao có thể, 26 tuổi, gần 26 tuổi, ta thiên nộp. Một người thanh niên đầy mặt không thể tưởng tượng kinh hô. Giờ phút này, thiên kiêu bản thượng đã thật khi đổi mới. Cuối cùng một người, xếp hạng thứ 20, vô danh, tuổi 26. Một cái lệnh tất cả mọi người có chút run rẩy con số. 26, mới gần 26. Này con mẹ nó cũng quá yêu nghiệt đi. Điên rồi điên rồi, này rốt cuộc là nơi nào tới yêu nghiệt. 26 nha, gần 26 tuổi. Lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể bài đến tiền 10, thậm chí càng cao đi, 26 tuổi liền như thế cường đại, 50 tuổi phía trước trăm phần trăm đăng đỉnh thiên kiêu bản A. Ta đoán hắn ít nhất có trước năm thậm chí tiền tam thực lực, hắn vừa rồi chính là không có rút kiếm, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Thế giới này quả thực quá điên cuồng, cái kia che giấu tung tích thanh niên, là huyết lưu hoàng triều bí mật bồi dưỡng nghịch thiên yêu nghiệt sao. Tấu chương xong. Chương 1243, Chiến Thiên Kiêu năm. 26 tuổi bước lên thiên kiêu bản, này tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Chính yếu chính là, tên này 26 tuổi thanh niên, thực lực phi thường khủng bố. Nhìn ngày đó kêu bản thượng ít ỏi không có mấy tin tức, mọi người trong lòng chấn động. Về cái này vô danh tin tức, cũng khiến cho rất nhiều người tò mò. Có người suy đoán là huyết lưu hoàng triều đào tạo ra tới nghịch thiên đệ tử, bởi vì ở bọn họ xem ra, chỉ có huyết lưu hoàng triều có cái này năng lực. Đến nỗi vì cái gì che giấu tung tích, che giấu chân thật tên, ở mọi người xem ra, hẳn là thao quan mịt mờ. Không sai, chính là thao quan mịt mờ, điệu thấp. Vì phòng ngừa một ít lòng mang ý xấu người ở này chưa thành trường lên phía trước công kích. Ngắn ngủn 10 phút không đến, Vương Tiên từ một cái vô danh bọn chuột nhắc, biến thành một cái dấu tài, điệu thấp tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá, còn lại người kiếp sợ vô cùng, Thần Phong học viện học viên sắc mặt lại phi thường nan kham. Vương Tiên chém giết, chính là bọn họ Thần Phong học viện nhất tinh anh học viên chi nhất. Nguyên bản Thần Phong học viện chuẩn bị nhất minh kinh nhân, kết quả lại biến thành hiện tại trở thành một người khác đá kê chân. Này đối với Thần Phong học viện tới nói, quả thực là một cái thật lớn nhục nhã. Vương Tiên ngồi ở Thiên Kiêu Các một góc nội, uống nước trà, nhìn Thiên Kiêu Các Nội Thư Tịch. này đó Thư Tịch toàn bộ đều là về trước mắt Thiên Kiêu Bản trời cao Kiêu giới thiệu. nhàn rỗi không có việc gì hắn chuẩn bị xem một chút, hiểu biết một chút kế tiếp đối thủ, xem như đối bọn họ một cái nho nhỏ tôn trọng. Thiên Kiêu Bản thượng ba cái họ đường, thế nhưng là huyết lưu hoàng triều đệ tử, trách không được, không hổ là lưu hải khu vực nhất cường đại thế lực. Vương Tiên uống một ngụm trà thủy, thầm nghĩ trong lòng hắn ngồi ở thiên kiêu các nội, khiến cho rất nhiều người tò mò cùng kinh ngạc ánh mắt, thực mau, nguyên bản chỉ có một nửa người thiên kiêu các kính người hết chỗ. Đối với chung quanh tò mò ánh mắt, Vương Tiên không có chút nào để ý tới, ngồi ở chỗ kia phong kinh vân đạm nhìn một ít tư liệu. Đường Nguyên tới, còn có đường Linh Nhi, Hàng Minh Thanh. Bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm vô danh thiên kiêu? Đúng lúc này, chung quanh truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Ở cửa vị trí, bốn người đi đến, tam nam một nữ, trong đó, đường nguyên cùng một người mọi người tương đối xa lạ thanh niên đi giữa bọn họ vừa tiến vào thiên kiêu cát cũng khiến cho bên trong một đám người tò mò ánh mắt bốn người hơi hơi nhướng mày đầu đứng ở đường nguyên bên cạnh thanh niên một bộ màu lam quần áo trên người tản ra cao quý khí chất đường nguyên huynh đệ cái kia vô danh thiên kiêu là các ngươi hoàng thất người sao màu lam thanh niên tò mò hỏi cũng không phải nếu là chúng ta hoàng thất đệ tử sẽ không có bất luận cái gì che giấu đường nguyên lắc lắc đầu ánh mắt nhìn vương tiên liếc mắt một cái như thế nào Hàng Minh Sơn huynh đệ muốn nhận thức một chút. Áo lang thanh niên Hàng Minh Sơn lắc lắc đầu, nếu hắn có thực lực tự nhiên có thể nhận thức, nếu không có cũng không cần phải nhận thức. 26 tuổi tuy rằng phi thường xuất sắc, nhưng Minh Sơn ca cũng không kém, hắn đến Minh Sơn ca tuổi tác khi, khả năng còn không có Minh Sơn ca cường đâu. Bên cạnh Đường Linh Nhi đầy mặt tươi cười nói. Hàng Minh Sơn lắc lắc đầu, Linh Nhi công chúa thật là quá đề cao ta. Ta cũng không phải là tất nhắc, Minh Sơn ca ngươi lần này chính là tới giáo huấn lăng kiếm Nhi, không có thực lực này cũng sẽ không lại đây. Đường Linh Nhi vui cười nói. Hàng Minh Sơn cười cười, này Lăng Kiếm Nhi giết chúng ta hãn hải vương triều hơn 10 người tinh anh đệ tử, ta thật sự nếu không tới, hắn thật đúng là cho rằng chúng ta hãn hải vương triều dễ khi dễ đâu, vừa lúc cũng thuận tiện đuổi kịp thiên kiêu chí tôn. Bốn người nói chuyện với nhau cũng không có chút nào giấu giếm, bởi vì lấy bọn họ bối cảnh cùng thực lực, cũng hoàn toàn không cần bất luận cái gì giấu giếm. Chung quanh một đám người nghe được bọn họ nói chuyện trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vương Tiên trong lòng hơi hơi vừa động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, theo sát liền tiếp tục cúi đầu. Toàn bộ thiên kiêu đài náo nhiệt lên, một đám hắc mã xuất hiện, 26 tuổi thiên kiêu. Mỗi ngày đều ở phát sinh chiến đấu thiên kiêu đài. Thiên kiêu kiều sắp xuất hiện, đưa tới một người danh điệu thấp thanh niên cường giả, thiên kiêu bản xếp hạng thường thường phát sinh biến hóa. Sau lại, lại có người tuôn ra hãng hải vương triều có cường đại vương tử đã đến, chuẩn bị đối phó lăng kiếm nhi. Thiên kiếm tông cùng hãng hải vương triều vẫn luôn ở vào đối địch, đã thật lâu không có bộc phát ra kịch liệt chiến đấu. Hai đại đỉnh cấp thế lực cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn động hư dưới đệ tử tranh đấu, đều không có phá hư cái này quy củ. Trước đó không lâu bởi vì một người nữ đệ tử nói Lăng Kiếm Nhi là thân cha không cần mẹ ruột bị giết hài tử, bị Lăng Kiếm Nhi trực tiếp chém giết. Đồng thời còn có hơn 10 người hãng hải vương triều cường đại gia tộc đệ tử bị giết. Hiện giờ hãng hải vương triều tới tìm về bãi. Chém giết khả năng không đến mức, nhưng một phen nhục nhã là tuyệt đối có. Vương tiên không có quá để ý bên ngoài bác quái, ở thiên kiêu các ngốc đến buổi tối thời điểm, Hắn liền trực tiếp trở lại Thiên Kiêu Đài nội. Hiện giờ hắn thuộc về xếp hạng thứ 20 Thiên Kiêu, có thể tự do tiến vào thuộc về chính hắn Thiên Kiêu Đài. Tiến vào bên trong phòng nội, hắn tiếp tục bắt đầu nghiên cứu bốn loại thuộc tính tổ hợp công kích. Ông ông ông. Không bao lâu, trên người hắn Thiên Kiêu thạch bắt đầu rung rẩy, Vương Tiên nhìn nhìn, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Rốt cuộc tới. Hắn thân hình vừa động, bay thẳng đến phía trên Thiên Kiêu Đài bay đi. Lúc này, ở thứ 19 danh Thiên Kiêu trên đài, một người thanh niên trong tay cầm một phen côn bổng đứng ở trung ương vị trí. Nhìn đến vương tiên bay qua tới, trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đương vương tiên tiến vào lôi đài nháy mắt, ở chung quanh vị trí, một người danh thanh niên tiến vào lôi đài nội tiến hành quan kháng. T, vô danh thiên kiêu lại tiếp tục khiêu chiến. Đây là vô danh thiên kiêu sao? Hắn thật sự 26 sao? Thiên nột, quả thực quá tuổi trẻ. Hắn bắt đầu khiêu chiến thứ 19 danh Chu Ngạn Quân, ta cảm thấy Chu Ngạn Quân không phải đối thủ của hắn tuyệt đối không phải đối thủ, vô danh thiên kiêu quả thực quá cường, hắn ít nhất có được tiền 10 thực lực, thậm chí càng cao. Chung quanh thượng vạn người ùa vào tới, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiên, trên mặt tràn ngập tò mò. Đến nỗi những cái đó nói vô danh bọn chuột nhắc người, sớm đã không còn nữa tồn tại, chỉ có kinh ngạc cảm thán cùng bội phục. Thiên kiêu thứ 19 danh, Chu Ngạn Quân, thỉnh chỉ giáo. Chu Ngạn Quân hiển nhiên cũng biết Vương Tiên chiến tích, đầy mặt ngưng trọng chắp tay. Ngươi không phải đối thủ của ta, Vương Tiên hướng tới hắn nhàn nhạt chấp tay, lấy kỳ tôn kính, nói thẳng nói: "Ta biết, nhưng ta muốn nhìn xem, chúng ta chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, ta cũng sẽ không trực tiếp nhận thua." Chu Ngạn Quân trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, đôi tay nắm côn bổng, làm ra công kích tư thái. Vương Tiên cười cười, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, không hổ là thiên kiêu đệ tử. Bất quá, Vương Tiên cũng không có chút nào nương tay, trong tay trường kiếm trung lên, từng đạo kim sắc lợi kiếm hướng tới Chu Ngạn Quân công kích mà đi. Uống hắn khẽ quát một tiếng, bay thẳng đến, côn bổng múa mây, quấy phạm vi cây số không gian. Tấu chương xong. Chương 1244, Chiến Thiên Kiêu 6. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, từng đạo kim kiếm liên miên không dứt hướng tới Chu Ngạn Quân công kích mà đến, kia khủng bố xuyên thấu chi lực, làm hắn sắc mặt đại biến. Ta nhận thua. Gần này nhất chiêu, Chu Ngạn Quân liền cảm nhận được vương tiên khủng bố. Đối mặt vương tiên, hắn cảm giác dường như đối mặt động hư cường giả giống nhau. Tiếp xong này nhất chiêu, Chu Ngạn Quân vội vàng nói, xoay người hướng tới bên ngoài thối lui. Vương Tiên nhàn nhạt gật gật đầu, không có tiếp tục công kích, hắn cùng Chu Ngạn Quân không có thù, cũng không sẽ vô duyên vô cớ đem chi chém giết. T, nhanh như vậy, Chu Ngạn Quân gần tiếp nhất chiêu liền nhận thua. Chu Ngạn Quân khả năng đã cảm ứng được cùng đối phương trên lệch, ngươi không thấy được Chu Ngạn Quân vừa rồi gần tiếp được nhất chiêu khi liền sắc mặt ửng đỏ sao? Chung quanh một đám người nhìn đến Chu Ngạn Quân nhanh chóng nhận thua, một đám trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá càng nhiều người trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, vô danh thiên kiêu thực lực, ở phía sau 20 trong vòng, trên cơ bản không có đối thủ. Thực lực của hắn, ta cảm giác ít nhất có thể bài đến trước năm. Chu ngạn quân thật sâu mà nhìn thoáng qua vương tiên, thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp tiến vào xếp hạng thứ 20 trên lôi đài. Người thắng thượng, thua giả hạ, đây là thiên kiêu đài quy cũ. Vương tiên trên mặt lộ ra một mặt miễn cười, thân hình vừa động, trực tiếp đi vào bên cạnh một phòng nội. Ở trong phòng nhiều một cái bình sứ, bên trong là 600 linh dịch. Toàn bộ thiên kiêu đài chính là một cái khổng lồ đại trận vận chuyển, chỉ cần có năng lượng, liền có thể vẫn luôn vận chuyển đi xuống. Mà năng lượng nơi phát ra với linh dịch, mỗi lần thiên kiêu lôi đài chiến, muốn quan kháng sẽ thu một linh dịch mới có thể đủ tiến vào bên trong quan kháng. Mỗi một lần thiên kiêu đại chiến đều sẽ không thiếu có thượng vạn người quan kháng, mà này tòa đại trận mỗi lần đều có thể đủ thu được một vạn cái linh dịch. Đại trận có chính mình quy tắc, chiến thắng thứ 19 danh khen thưởng linh dịch chỉ có 600, cũng không phải nhiều, nhưng là chờ tới rồi trước năm tên thời điểm, mới là chân chính kiếm lấy linh dịch thời điểm. Năm tên đánh bại đệ tứ danh, khen thưởng 5.000. Bốn gã đánh bại đệ tam danh, khen thưởng một vạn. Đệ tam danh đánh bại đệ nhị danh, khen thưởng hai vạn. Đệ nhị danh đánh bại đệ nhất danh, khen thưởng bốn vạn. Nếu Vương Tiên có thể từ 20 danh đánh tới đệ nhất danh, tổng cộng có thể đạt được 9 vạn tả hữu linh dịch. Mà 9 vạn tả hữu linh dịch là 6.300 vạn tả hữu long tinh, tuy rằng nói khoảng cách một tỷ long tinh còn có rất lớn trên lệch, nhưng là tốc độ mau nha. Nhiều nhất hơn 10 ngày liền có thể đăng đỉnh, nếu thuận lợi nói, một ngày liền có thể đạt được chín vạn linh dịch. Tiếp tục. Vương Tiên không có chút nào do dự, bay thẳng đến thứ 18 danh khởi xướng kiêu chiến. Lệnh Vương Tiên kinh hỉ chính là, thiên kiêu bản 18 danh thanh niên đang đứng ở phòng tu luyện nội tiến hành tu luyện, đương trường ứng chiến. Theo sát, nghiền áp bắt đầu. Mau nhìn bầu trời kiêu bản, vô danh thiên kiêu thực lực đang ở nhanh chóng tăng lên, ta thiên vừa rồi giống như mới là 20 danh, hiện tại đều 13 danh. Này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh, cùng cái kia Mục Nguyên không hề thua kém. Mục Nguyên hiện giờ đã tăng lên đến thứ 8 danh, không biết vô danh thiên kiêu cùng Mục Nguyên có thể hay không va chạm, không biết hai vị này hắc mã, cái nào tương đối cường. Mà lúc này, thiên kiêu đài chung quanh không có tiến vào lôi đài nội một đám người nhìn đến thiên kiêu bản thượng đứng hàng, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Này xếp hạng tăng lên tốc độ quả thực quá nhanh, không đến nửa ngày thời gian liền từ 20 danh tăng lên đến 13 danh, kỳ thật lực có thể nghĩ. Đáng tiếc, xếp hạng thứ 12 thiên kiêu thanh niên cũng không ở chỗ này. Đương Vương Tiên đi vào 200 mễ cao xếp hạng thứ 12 lôi đài trước thời điểm, hơi hơi lắc lắc đầu. Xếp hạng thứ 12 là một người nữ, Đường Linh Nhi, huyết lưu hoàng triều công chúa. Vương Tiên mới mặc kệ thân phận của nàng, hạ đạt khiêu chiến lúc sau, trở lại chính mình khiêu chiến đài. Thứ 13 danh thiên kiêu khiêu chiến đài nội tu luyện, linh khí tăng phúc đã đạt tới 4 lần, đối với rất nhiều người tới nói xem như một cái không tồi động thiên phúc địa liền ở vương tiên chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ bốn thuộc tính tổ hợp thời điểm thông tin thạch bàn tiếp thu đến long tiếu thiên tin tức tới sao vương tiên nhìn đến mặt trên tin tức đầy mặt mỉm cười đứng lên thân hình vừa động hướng tới chỗ ở vị trí bay đi trong tay hắn còn có một ít động hư cấp bậc vũ khí cùng hộ giáp tổng cộng có sáu kiện này đó đều là không có bán đi sáu kiện toàn bộ đều là động hư nhất giai trở lên mỗi một kiện giá trị đều không thua kém năm sáu chục tỷ trung phẩm linh thạch sáu kiện ít nhất ba trăm tỷ trung phẩm linh thạch Long Tiếu Thiên nói đêm này đó vũ khí hộ giác toàn bộ giúp hắn bán. Hắn biết Long Tiếu Thiên là muốn mượn sức chính mình, cũng không có cự tuyệt. Hắn đã đem Long Tiếu Thiên coi như bằng hữu, hắn giúp chính mình, chính mình tự nhiên cũng sẽ giúp hắn. Vương Tiên rời đi Thiên Kiêu Đài sau liền gỡ xuống mặt nạ, đem trên người màu đen trường bào cũng cầm xuống dưới, nhanh chóng hướng tới chỗ ở vị trí bay đi. Đường hắn đi vào tùng cây dương lâm thời điểm, ở chính mình chỗ ở trước cửa, năm sáu danh trung niên lão giả đứng ở nơi đó. Trừ bỏ quen thuộc Bạch Thanh Tùng ở ngoài, mặt khác mấy người năm người vương tiên đều không có gặp qua bất quá ở bọn họ trên người vương tiên cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng đặc biệt là trung ương tên kia đầu bạc lão giả ở vương tiên nhìn tên kia lão giả thời điểm tên kia lão giả cũng đánh giá hắn trong mắt ánh mắt lập lòe vương tiên huynh đệ long tiếu thiên nhìn đến vương tiên đã đến trên mặt lộ ra tươi cười lập tức hô vương tiên cười gật gật đầu cười thiên huynh đệ này đó là này đó là chúng ta quan long vương quốc người đều là ta một ít trưởng bối. Long Tiếu Thiên cũng không có quá thâm giới thiệu, Vương Tiên hướng tới một chúng trung niên lão giả gật gật đầu. Vào đi chư vị, nếu là cười thiên huynh để giới thiệu tới, ta này cuối cùng sáu kiện vũ khí hộ giáp, liền lấy thị trường giới chính chiếc bán cho chư vị đi. Vương Tiên mở cửa, cười nói. Ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là giảng nghĩa khí, trách không được cười thiên có thể cùng tiểu huynh đệ trở thành bằng hữu. Một người lão giả cười to nói, nhìn về phía Vương Tiên ánh mắt cũng tràn ngập thiện ý ta cũng chỉ cùng đối người giao bằng hữu cười thiên huynh đệ làm người phi thường không tồi vương tiên cười đáp lại mang theo bọn họ tiến vào trong sân long tiếu thiên nghe được vương tiên nói trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc hướng tới một chúng trưởng bối ý bảo một chút đi theo đi vào trống trống nhìn đến vương tiên đã đến linh tử lân cùng huyết sát quy phát ra gầm nhẹ thanh âm một đám lấy lòng đi tới vương tiên sờ sờ chúng nó đầu theo sau đem vũ khí hộ giáp lấy ra tới đưa cho long tiếu thiên này đó vũ khí cấp các tiền bối nhìn xem. Hảo. Long Tiếu Thiên tiếp nhận đi, đem đưa cho vài tên trung niên, lão giả. Mấy người cầm trong tay nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Không tồi, cười thiên, ngươi đem linh dịch trực tiếp cho ngươi vị này huynh đệ đi. Trung ương đầu bạc lão giả nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, trực tiếp gật gật đầu. Hảo. Long Tiếu Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, đem một đám linh dịch bình đưa cho Vương Tiên. Tấu chương xong. Chương 1245, chiến thiên kiêu bảy. Thanh niên này không đơn giản. Long tiếu thiên đoàn người không ở vương tiên trong sân ngốc bao lâu, đi ra thời điểm, trung ương đầu bạc lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Vương tiên huynh đệ là phi thường thần bí, thuần thú chi thuật cũng phi thường cường đại, ta cảm giác, thực lực của hắn hẳn là không kém gì động hư nhất dai. Long tiếu thiên cười gật gật đầu, tiếp tục nói, nhị gia gia, ta này không tính phạm quy đi. Không tính mượn mặt khác lực lượng đi. Ha ha, không có tính không đầu bạc lão giả cười lắc lắc đầu, ngươi có thể nhận thức vị này bằng hữu, là tiểu tử ngươi vận khí. Hắn nói xong, trầm mặt vài giây, tiếp tục nói, nắm chắc lần này cơ hội, ngươi cơ suất rất lớn. Là, nhị gia gia, ta nhất định sẽ. Long Tiếu Thiên nghe được đầu bạc lão giả nói, trong mắt hiện lên một tia kích động thần sắc, ánh mắt kiên định mà vội vàng nói. Ha ha, hảo hảo nỗ lực, ngươi mặt khác vài vị huynh đệ cũng không kém. Đầu bạc lão giả cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, nếu ngươi có thể đem tên kia thanh niên lộng tới ngươi bên cạnh, ngươi lần này khảo hạch cơ bản ổn. Chẳng sợ hắn không đi theo ngươi bên cạnh, có hắn trợ giúp, ngươi cũng có rất lớn cơ suất. Chung quanh vài tên trung niên lão giả nhìn đến đầu bạc lão giả đối Long Tiếu Thiên theo như lời nói, trong mắt kích động vô cùng. Đầu bạc lão giả chính là thái tử tuyển chọn vài vị quyết định giả chi nhất. Bọn họ đều là Quan Long Vương thất thế hệ trước cường giả, ngay cả quốc vương nhìn thấy lão giả cũng muốn kêu một tiếng thúc. Một chúng thế hệ trước, tạo thành một cái công bằng công chính giám khảo đoàn. Giám thị sở hữu vương tử khảo hạch công bằng tính. Có bọn họ giám thị, tuyệt đối sẽ không xuất hiện có không công bình sự tình, một chúng vương tử cũng đừng nghĩ mượn dùng mặt khác lực lượng. Lần này Long Tiếu Thiên muốn làm chính mình mẫu thân gia tộc nơi đó, đem vương tiên trong tay vũ khí hộ giáp toàn bộ mua tới. Bất quá sự tình quan tiếp xúc đến hắn mẫu hệ gia tộc nơi đó, hắn gọi tới vị này đầu bạc lão giả, cũng chính là hắn nhị gia gia. Cười Thiên, hảo hảo nỗ lực. Mặt khác bốn gã trung niên lão giả chính là Long Tiếu Thiên mẫu thân gia tộc nơi đó hắn mẫu thân gia tộc ở Quang Long Vương Triều cũng là số một số hai tồn tại. Nếu như Long Tiếu Thiên có thể đăng đỉnh, bọn họ mẫu thân gia tộc nơi đó cũng sẽ đạt được thật lớn chỗ tốt. Ân. Long Tiếu Thiên thật mạnh gật gật đầu. Động hư tứ giai cường giả trong cơ thể sở ẩn chứa năng lượng, thật đúng là khủng bố, chính mình tuyệt đối không phải cái kia lão giả đối thủ. Vương Tiên nhìn Long Tiếu Thiên một đám người rời đi, trong mắt ánh mắt lập lòe. Nếu chính mình có thể nắm giữ ngũ hành thuộc tính tổ hợp nói, biến thành thần long, hẳn là có thể đánh bại hắn trong lòng nghĩ, Vương Tiên lấy ra một ít đồ ăn đút cho Linh Tử Lân cùng huyết sát quy. Ngao ngao. Đúng lúc này, quen thuộc tiếng kêu truyền đến, Vương Tiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới trên vách tường nhìn lại. Quả nhiên, một thân màu trắng quần áo lăng kiếm nhi ôm muốn tránh thoát tiểu ha, nhìn hắn. Ta nói mỹ nữ, ngươi có thể trực tiếp tới gõ cửa nha, ngươi này trực tiếp đứng ở trên tường, thực không lễ phép. Vương Tiên nhìn nàng, hơi hơi vô ngữ nói. Lăng kiếm nhi nghe được nàng những lời này lông mi giật giật cấp đây là còn thừa linh dịch không nợ của ngươi nàng lạnh mặt trực tiếp ném tới một lọ linh dịch hướng tới hắn nói ân không phải nói từ bỏ sao trả lại cho ta vương tiên nhìn nàng kinh ngạc nói bất quá lạnh nhạc lăng kiếm nhi cũng không có để ý tới hắn trực tiếp xoay người rời đi ha hả thật đúng là có cá tính vương tiên nhìn nhìn trong tay linh dịch trực tiếp thu lên không thu mới là ngốc tử xoay chuyển trời đất kiêu đài chạy nhanh đánh xuyên qua thiên kiêu bản lại nghĩ cách tiếp tục kiếm lấy linh dịch. Vương tiên thân hình vừa động, bay thẳng đến bên ngoài bay đi. Gì? Nhưng mà, đương vương tiên mới vừa bay ra đi thời điểm, liền đụng phải lăng kiếm nhi. Ngao ngao. Tiểu ha cũng nhìn đến vương tiên, hướng tới hắn gầm rú một tiếng. Lăng kiếm nhi quay đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngươi là đi thiên kiêu đài. Vương tiên nhìn nàng, chào hỏi nói. Ân. Ừ. Nàng lãnh đạm gật gật đầu, trầm mặt trong chốc lát, ngươi cũng là đi nơi đó. Là nha, nghe nói nơi đó thiên kiêu kiều xuất hiện, sẽ tiến hành thiên kiêu chí tôn tuyển chọn, đi nơi đó nhìn xem náo nhiệt. Vương tiên gật gật đầu. Lấy thực lực của ngươi, nếu bước lên thiên kiêu đài, có thể lấy được một cái không tồi xếp hạng. Lăng kiếm nhi trong mắt lập lòe ánh sáng, nhìn hắn một cái. Ta sao? Ta không được, nghe nói hiện tại thiên kiêu bản tranh đấu phi thường kịch liệt, một cái 26 tuổi thanh niên bài đến thứ 13 danh, thật là lợi hại, quả thực quá soái. Vương tiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phi thường vô sĩ ở nơi đó nói phải không? ngươi không được. mà vương tiên không có chú ý tới, lăng kiếm nhi nghe được hắn những lời này, trong mắt tràn ngập kinh bỉ thần sắc. nàng chính là đã có thể xác định, người này chính là kiếm ma. có thể chém giết hai gã động hư nhất giai cường giả, còn nói không được. nam nhân, thật là vô sĩ a. À? không được không được, ta chính là đi xem xem náo nhiệt, lăng kiếm nhi mỹ nữ chính là lợi hại nha, thế nhưng bài đến thiên kiêu bản đệ tứ, tấm tắc, hâm mộ. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vương tiên miệng toàn nói khét nói hừ. Lăng kiếm nhi hừ nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ tới, lúc ấy ở kiếm phủ phía trước lãnh khốc vô cùng kiếm ma, thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Hai người hướng tới thiên kiêu đài bay đi, vương tiên cùng lăng kiếm nhi thường thường nói một hai câu lời nói, tuy rằng không có dinh dưỡng, nhưng tổng so với chính mình một người độc hành hiếu thắng rất nhiều. Đi vào thiên kiêu đài nội, vương tiên hướng tới lăng kiếm nhi nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi, hướng tới thiên kiêu cắt bay đi. Thiên kiêu cắt nội lá trà không tồi, hắn chuẩn bị mua sắm một ít lấy về thiên kiêu lôi đài phòng nội uống. Lăng kiếm nhi nhìn hắn rời đi, ánh mắt nhìn nhìn thiên kiêu bản. Vô danh. Nàng nhìn xếp hạng thứ 13 cái tên kia, trong miệng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Lăng kiếm nhi, ngươi thật là làm ta hảo tìm nha. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh băng thanh âm. Lăng kiếm nhi lạnh nhạt quay đầu nhìn lại, nhìn đến ba mươi mấy cá nhân hướng tới hắn đi tới, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Đi giữa chính là một bộ lam y hàng minh sơn, ở bên cạnh hắn, chính là thiên kiêu bản xếp hạng thứ bảy hàng minh thanh ở bọn họ chung quanh, chính là hãng hải vương triều một chúng tinh anh đệ tử. Ba mươi mấy người, thực lực yếu nhất cũng có siêu phàm thất giai, siêu phàm cửu giai cũng có mười tên tả hữu. Hàng Minh Sơn trong tay cầm một viên ẩn chứa cường đại năng lượng Thủy Linh Châu, ở trong tay thưởng thức. Nguyên lai là hãng hải vương triều một đám phế vật. Lăng Kiếm Nhi ánh mắt đảo qua một đám người, đầy mặt khinh thường nói thẳng nói. Ha ha, Lăng Kiếm Nhi, ngươi quá cuồng vọng, mấy ngày hôm trước chém giết chúng ta hãng hải vương triều hơn 10 người đệ tử, hôm nay ta muốn cho ngươi trả giá thảm trọng đại giới. Hàng Minh Sơn sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn chầm chầm Lăng Kiếm Nhi ánh mắt lập lòe nói. Thảm trọng đại giới, chỉ bằng các ngươi. Lăng Kiếm Nhi nhìn bọn họ một đám người, trên mặt không có chút nào nhút nhát. Tấu chương xong. Chương 1246, Thiên Kiêu Đại Chiến một. Lăng Kiếm Nhi, ngươi quá tự cho là đúng, bằng chúng ta. Chỉ dựa vào một mình ta là có thể đủ dễ dàng phế bỏ ngươi. Hàng Minh Sơn sắc mặt rét run, trong mắt hiện lên một tia sát ý chém giết chúng ta hãng hải vương triều hơn 10 người tinh anh đệ tử, lăng kiếm nhi, hôm nay, ta liền làm ngươi trả giá đại giới. Hàng Minh Thanh trong tay cầm một phen trường kiếm, thẳng chỉ nàng. Ha ha, là các ngươi cùng nhau, vẫn là một đám tới. Lăng kiếm nhi bàn tay vừa động, một thanh kim loại trường kiếm xuất hiện ở trong tay, lạnh băng nhìn bọn hắn chầm chầm một đám người. Đã xảy ra sự tình gì? Là lăng kiếm nhi cùng hãng hải vương triều một đám người. Cái kia là hàng Minh Thanh. Cái kia hẳn là vừa rồi đột nhiên xuất hiện hắc mã hàng Minh Sơn, ngắn ngủn mấy cái giờ, trực tiếp bước lên thiên kiêu bản, hơn nữa một hơi đánh bại bảy tên thiên kiêu, hiện giờ thiên kiêu bản đệ thập tứ, nếu như cái kia vô danh thiên kiêu không ở, hắn thứ tự khả năng tiếp tục tăng lên. Ta nhìn hàng Minh Sơn chiến đấu, hắn là hãng hải vương triều vương tử, thực lực phi thường khủng bố, sở hữu đối thủ toàn bộ đều là năm chiêu nội đánh bại. Cái kia hàng Minh Sơn thực lực hẳn là so hàng Minh Hoàng trả hiếu thắng. Mấy ngày trước Lăng Kiếm Nhi chém giết hãng Hải Vương Triều mười mấy người, hiện tại xem ra, Hãn Hải Vương Triều muốn tới báo thù. Lăng Kiếm Nhi chính là chém giết đã từng bước lên thiên kiêu thứ 17 hàng văn bản rõ ràng, hàng văn bản rõ ràng chính là hãng hải vương triều một cái vương gia nhi tử, hãng hải vương triều tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Hai gã vương tử phải đối phó Lăng Kiếm Nhi, lúc này đây Lăng Kiếm Nhi thảm, tuy rằng không dám đem chi chém giết, nhưng là tuyệt đối sẽ nhục nhã một phen. Trung quanh, một ít người nhìn đến bên này tụ tập Lăng Kiếm Nhi cùng hãng hải vương triều một đám người, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua. Vô luận là Lăng Kiếm Nhi, vẫn là hàng Minh Thanh, hàng Minh Sơn đều là vạn chúng chú một thiên chi kiêu tử đặc biệt là lăng kiếm nhi một giới nữ tử chi thân bài đến thiên kiêu bản đệ tứ thực lực cường đại vô cùng hàn minh sơn tuy rằng vừa mới xuất hiện ở thiên kiêu đài nhưng là cũng đã trở thành kế mục nguyên vô danh lúc sau cái thứ ba hắc mã mấy cái giờ nội chiến bại bảy tên thiên kiêu khiến cho ta tới trước thử xem thực lực của ngươi hừ một cái mẫu thân bị giết thân thủ giết chính mình đệ đệ cùng nhị nương tàn nhẫn độc ác nữ tử rốt cuộc mạnh như thế nào thực lực hàn minh thanh trong mắt tràn ngập hàng mang giết ta biểu đệ hôm nay ta đem ngươi quần áo toàn bộ lột câm miệng, chết. Lăng kiếm nhi nghe được hàng minh thanh nói, trong mắt nháy mắt lộ ra cường đại sát khí, trong tay kim sát trường kiếm, bay thẳng đến hàng thanh minh công kích mà đi. Đến xương hàng mang, cho dù là chung quanh mấy trăm mễ ra một đám người cũng có thể đủ rõ ràng mà cảm ứng được. Mẫu thân bị giết, nàng giết chính mình đệ đệ cùng nhị nương chuyện này báo thù, chuyện này là nàng cấm kỵ, cũng là nàng trong lòng vĩnh viễn vết thương. Bất luận kẻ nào đều không thể đủ xúc phạm, càng không thể hướng lên trên mặt rải muối, nếu không, nàng nhất định phải đem đối phương chém giết mấy ngày trước đó là một người hãng hải vương triều nữ tử trào phúng khiêu khích nàng bị nàng chém giết mười mấy người ha ha hảo chiếm ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái bị phụ thân đuổi ra tông môn yêu nữ rốt cuộc có cái gì năng lực hàn thanh minh cảm thụ được này đến xương mũi nhọn sắc mặt cũng là biến đổi bất quá hắn như cũ trào phúng nói mất đi lý trí người sẽ càng thêm dễ dàng đối phó bọn họ biết lăng kiếm nhi cái này nhược điểm cũng biết chuyện này sẽ lệnh lăng kiếm nhi mất đi lý trí lăng kiếm nhi công kích cánh tay run rẩy trong mắt hơi hơi có chút ức ác, bên trong tràn ngập tơ máu. ầm ầm ầm, hàng thanh bên ngoài đối lăng kiếm nhi cũng không dám có chút đại ý, từng đạo thủy kiếm bay thẳng đến lăng kiếm nhi bao trùm mà đi. kịch liệt tiếng đánh truyền đến, hàng thanh minh trực tiếp khi thân thượng tiền, từng đạo cường đại thủy năng lượng hướng tới lăng kiếm nhi công kích mà đi. hắn đại thiên kiêu bản xếp hạng thứ bảy, thực lực ở nửa bước động hư bên trong cũng thuộc về đỉnh núi. cho dù là lăng kiếm nhi thực lực rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại hắn cũng không có đơn giản như vậy thiên kiêu chi chiến, lệnh chung quanh một đám người vội vàng hướng tới phía sau thối lui. Ha ha, tàn nhẫn độc ác yêu nữ, hôm nay chúng ta liền thế phụ thân ngươi hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi. Hàng thanh minh nhìn lăng kiếm nhi công kích có chút nhíu loạn, cười lớn một tiếng, lại lần nữa lớn tiếng trào phúng nói. Hắn thanh âm truyền thấp chung quanh mấy km phạm vi, ở thiên kiêu đài người chung quanh trên cơ bản đều có thể đủ nghe được. Một ngụm một cái yêu nữ, từng bước từng bước tàn nhẫn độc ác. Này lăng kiếm nhi cũng thật đủ xui xẻo, cùng phụ thân phản bội, mẫu thân lại bị sát, còn giết chết chính mình thiên tư yêu nghiệt đệ đệ. Hãng hải vương triều một đám người hiển nhiên là muốn trước mặt mọi người khi dễ lăng kiếm nhi, lệnh chi hỏng mất. Thiên kiếm tông người ở nơi đó, bất quá thiên kiếm tông người sẽ không ra tay hỗ trợ, cái kia lăng kiếm nhi hôm nay muốn xui xẻo. Chung quanh người nhìn giữa sân chiến đấu hai người, lại nhìn nhìn phía sau một khắc danh vương tử, nhỏ giọng nói. Ở chung quanh cách đó không xa, một hàng ăn mặc thiên kiếm tông phục sức thanh niên lạnh lùng nhìn giữa sân, không có chút nào phản ứng ngươi đi tìm chết đi. Lăng kiếm nhi nghe được hắn nói, thật sâu mà hít một hơi, trong mắt che kín tơ máu. Nàng ngực vị trí hiện lên một đạo kim mang, kim mang lộng lẫy vô cùng, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong tay kiếm trung. Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Hàng Minh Thanh cười lớn một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tự tin thần sắc. Hắn tự hỏi không phải Lăng Kiếm Nhi đối thủ, nhưng Lăng Kiếm Nhi muốn giết chính mình, rất khó rất khó. Hắn có được động hư nhị giai hổ giáp, Lăng Kiếm Nhi trong tay trường kiếm cũng là động hư nhị giai, chỉ cần hắn trốn, là tuyệt đối không thể giết hắn. Hắn tới khiêu chiến một phen, theo sau làm chính mình huynh trưởng ra tay, bằng không liên thủ công kích, còn làm người cho rằng bọn họ hãng hải vương triều nhược đến yêu cầu liên thủ khi dễ một nữ tử. Nhìn đến một đạo kim mang hướng tới chính mình công kích mà đến, hắn số chẳng nắm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng chấn động. Hãng hải kiếm ngự. Hắn khẽ quát một tiếng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một cái kiếm thuật thần thông, trực tiếp đón nhận kia một đạo kim mang. Phốt. Nhưng mà kế tiếp trong nháy mắt, làm hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Khi một đạo lộng lẫy kim mang, dễ dàng xuyên thấu hắn thần thông phòng ngự. Này nói kiếm mang, dường như có thể xuyên thấu hết thảy hướng tới hắn công kích mà đi. Cho ta phá. Hàng Minh thanh sắc mặt khẽ biến, giơ lên trong tay trường kiếm, trực tiếp đón nhận kia nói kim mang. Đương trong tay hắn trường kiếm dừng ở kia nói kim mang khi, hắn sắc mặt cuồng biến, nắm trường kiếm cánh tay trực tiếp băng ra máu tươi. Một cổ khủng bố mũi nhọn theo cánh tay hắn, trực tiếp tiến vào hắn trong cơ thể, làm hắn toàn bộ thân thể khó chịu vô cùng. Hắn cảm giác chính mình thân hình dường như muốn hỏng mất giống nhau. Đây là cái gì công kích, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Hắn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lộng lẫy, kiên chi căng nguyên. Một tiếng lạnh băng thanh âm tiếp tục truyền đến, lệnh hàng Minh Thanh trong mắt hoảng hốt. Ngũ ca, cứu ta. Cảm thụ được càng thêm khủng bố kim mang công kích, hàng Minh Thanh đầy mặt hoảng sợ, hoảng sợ hét lớn. Thân hình hắn lúc này đau nhức vô cùng, thân thể cứng đờ căn bản không có biện pháp đào tẩu. Ân. Ừ. Cái gì? Phía sau, Hãng Hải Vương Triều một đám người nhìn Hàng Minh Thanh cùng Lăng Kiếm Nhi chiến đấu. Đương Hàng Minh Thanh đột nhiên cầu cứu thời điểm, làm bọn hắn hơi hơi sửng sốt. Hàng Minh Sơn ánh mắt nhìn lại, lập tức phát hiện Hàng Minh Thanh dị sắc, sắc mặt đại biến. Lăng Kiếm Nhi, ngươi cho ta dừng tay, nếu như ngươi dám thương tổn ta thất đệ, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Hắn thân hình vừa động, vội vàng hướng tới Lăng Kiếm Nhi lớn tiếng quát. Phốc 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 đường hắn nói âm vừa ra, lộng lẫy, kim chi căn nguyên công kích đã dừng ở hàng minh thanh trên người. Không có chút nào cách trở, trong khoảnh khắc, hàng minh thanh bị trực tiếp xuyên thấu. Sinh cơ, nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngây dại. Tấu chương xong. Chương 1247, Thiên Kiêu Đại Chiến 2. Hãng hải vương triều vương tử đã chết. Sự tình nháo lớn. Chung quanh mọi người thấy như vậy một màn, trong đầu hiện lên hai câu lời nói. Nháo lớn, hoàn toàn nháo lớn mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía lăng kiếm nhi. Nơi xa, một chúng đang ở nhìn chăm chú vào nơi này thiên kiếm tông đoàn người, sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hãng hải vương triều vương tử bị lăng kiếm nhi chém giết, chính là cùng thượng một lần lăng kiếm nhi chém giết một chúng hãng hải vương triều đệ tử hoàn toàn là một cái bất đồng tính chất. Vương tử, chính là hãng hải vương triều quốc vương nhi tử. Có thể nói, tại địa vị thường, cung cấp với thiên kiếm tông tông chủ nhi nữ. Nhưng mà hiện tại, Lăng kiếm như thế nhưng chém giết một người xuất sắc vương tử chuyện này hãng Hải Vương Triều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hai cái cường đại thực lực vốn là có chút cọ sát hiện giờ một người vương tử tử vong hãng Hải Vương Triều tuyệt đối sẽ tiến hành điên cùng trả thù Vương tử đã có thể đại biểu cho hãng Hải Vương Triều chém giết Vương tử không thể nghi ngờ là đem hãng Hải Vương Triều mặt đặt ở trên mặt đất dùng sức cọ sát loại này hành vi hãng Hải Vương Triều sao có thể sẽ thoải mái mà buông tha này thậm chí sẽ khiến cho hai đại thế lực đỉnh đối kháng sẽ dẫn phát động hư cấp bậc chiến đấu nợ máu trả bằng máu lăng kiếm nhi nhìn đến hàn minh thanh bị nàng kim mang trực tiếp xuyên thấu trên mặt cũng là hơi hơi sửng sốt đỏ như máu đôi mắt huyết sắc chậm rãi thối lui ngực hơi hơi phập phồng hảo hảo khủng bố lực phá hoại nàng gắt gao nắm cánh tay trực tiếp chém giết hàn thanh minh cũng ra ngoài nàng dự kiến nàng cũng chân chính kiến thức đến chính mình thu hoạch đến đồ vật là cỡ nào khủng bố lệnh nàng công kích cơ hồ phiên vài lần khi khủng bố xuyên thấu động hư cấp bậc hộ giáp thế nhưng như mỏng giấy giống nhau. Kim chi căn nguyên, không nghĩ tới, ta mới gần hấp thu một cái kim liên thụ. Nàng trong miệng lẩm bẩm. Lăng kiếm nhi, ngươi cái này yêu nữ, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác gia hỏa, ngươi cũng dám giết ta đệ đệ, ngươi hôm nay cần thiết chết. Phẫn nộ tiếng hô vang vọng khắp không trung. Hàng Minh Sơn ôm Hàng Minh Thanh thi thể, cả người tràn ngập khủng bố sát khí, hắn nhìn chầm chầm lăng kiếm nhi, âm trầm quát. Ôm Hàng Minh Thanh thi thể, hắn chậm rãi đứng lên, dám giết hãng hải vương triều vương tử, chẳng sợ phụ thân ngươi là thiên kiếm tông tông môn, chẳng sợ ngươi cái kia phụ thân còn nhận ngươi cái này yêu nữ, hôm nay, ngươi đều phải chết. Cho dù là cùng các ngươi thiên kiếm tông khai chiến, thù này, chúng ta cũng muốn báo. Dám giết chúng ta vương tử, giết nàng. Đem nàng cho ta vây quanh. Hàng Minh Sơn phía sau hơn 30 người cũng là sắc mặt biến đổi lớn, một đám trực tiếp đem lăng kiếm nhi bao quanh vây quanh. Ta cùng thiên kiếm tông không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi dám vũ nhục ta, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Lăng kiếm nhi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét chung quanh mọi người, trong mắt lạnh băng vô cùng. Cho dù là tới rồi loại này cục diện, nàng cũng không có chút nào sợ hãi. Ta đi, lăng kiếm nhi quả thực quá cương, lúc này còn như thế cường thế. Xong đời xong đời, nếu lăng kiếm nhi không giết hàng Minh Thanh nói, hãng hải vương triều cũng tuyệt đối không dám giết hắn, nhưng hiện tại hãng hải vương triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Này nếu là lại thả lăng kiếm nhi, khi hãng hải vương triều liền mất mặt ném lớn, dù sao cũng là hoàng triều dưới đỉnh cấp thế lực, tuyệt đối sẽ không chịu thua. Xung quanh mọi người nhìn Lăng Kiếm Nhi, đầy mặt kinh ngạc cảm thán nghị luận. Giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Kiêu Đài 80% người đều tụ tập ở nơi này, một đám trừng lớn đôi mắt hướng tới bên này nhìn qua. "Hảo hảo, ngươi dám giết ta đệ đệ, kia hôm nay chính là không chết không ngừng, vô luận là bất luận kẻ nào dám giúp ngươi, đều là chúng ta địch nhân." Hàn Minh Sơn nói ánh mắt quét về phía một bên Thiên Kiếm Tông một đám người. Đứng ở Thiên Kiếm Tông trung ương chính là một người phía sau lưng Cổng Nam Thanh Trường kiếm thanh niên, nhìn đến Hàn Minh Sơn nhìn qua, hắn lạnh nhạt quét quét giữa sân, không có chút nào biểu tình. Tô sư huynh, chúng ta muốn hay không? Ở hắn phía sau, một người thiên kiếm tông thanh niên nhìn giữa sân, hơi hơi nhíu mày. Tự làm bậy không thể sống. Cổng năm thanh trường kiếm thanh niên ánh mắt lập lòe nói, ở trong mắt hắn thậm chí hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Hắn cô cô, là bị lăng kiếm nhi chém giết nhị nương, hắn biểu đệ, cũng là bị lăng kiếm nhi chém giết. Hắn đối với lăng kiếm nhi vốn là tràn ngập thù hận. Nếu lăng kiếm nhi không có chém giết cuồng cuộn vương triều vương tử, Hàng Minh Sơn muốn chém giết nàng, thiên kiếm tông người quyết không thể thúc thủ bàn quan, nhưng hiện tại. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, tự làm bậy, không thể sống. Nếu như có một ngày tông chủ thật đem nàng tiếp trở về, nàng đem thay thế được ta trở thành thiên kiếm tông nhất thiên kiêu đệ tử, hiện giờ, đã chết càng tốt. Hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cái độ cung. Cái này lăng kiếm nhi thật là tìm chết. Ở một khác bên, đường nguyên đường Linh Nhi cùng với huyết lưu hoàng triều một ít đệ tử đứng ở một chỗ. Trừ bỏ bọn họ, còn có vài tên thanh niên, một cái cầm một kiếm, một cái cầm đại chùy, còn có nắm một thanh rìu lớn. Mấy người này thường thường khiến cho chung quanh người chú ý, hiển nhiên cũng không đơn giản. Đường Linh Nhi nhìn đến chết đi hàng minh thanh, sắc mặt khẽ biến, đầy mặt chán ghét nói. Lăng kiếm Nhi vừa rồi công kích có chút quỷ dị, bất quá, nếu không có người cứu nàng lời nói, nàng hẳn là muốn chết. Đường Nguyên ánh mắt đánh giá Lăng kiếm Nhi, hướng tới chính mình muội muội nói. Hừ, ai dám cứu nàng? cho dù là thiên kiếm tông người cũng không nhất định có thể cứu được nàng, những người khác càng đừng nói nữa, bọn họ ai dám. Đường Linh Nhi ở một bên cười lạnh nói. Đi mau đi mau, bên ngoài phát sinh đại sự tình. Cái gì đại sự tình? Các ngươi vừa rồi không có nghe được thanh âm sao? Lăng Kiếm Nhi cùng hãng hải vương triều người đánh nhau rồi, hơn nữa Lăng Kiếm Nhi chém giết hàng minh thanh vương tử, sự tình nháo lớn, hiện tại hãng hải vương triều muốn vây sát Lăng Kiếm Nhi. Cái gì? Đi một chút, qua đi nhìn xem. Thiên kiêu các nội, một người thanh niên đột nhiên đi vào tới hướng tới bên trong mấy người thanh niên lớn tiếng nói hắn nói lệnh thiên kiêu các nội mọi người đầy mặt kinh ngạc thiên kiêu các ẩn chứa trận pháp cách âm hiệu quả phi thường hảo bên ngoài sự tình bọn họ cũng không có nghe được nghe tới thanh niên nói khi đại bộ phận người đều đứng lên đầy mặt kinh ngạc hướng tới bên ngoài đi đường lăng kiếm nhi Hàng minh thanh mỗi một cái đều là bị chịu chú một thiên kiêu hiện tại thế nhưng phát sinh loại chuyện này tự nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem ân ừ. Vương Ti ngồi ở phục vụ trước đài, trong tay còn cầm một ít lá trà, nghe thấy cái này tin tức hơi hơi ngẩn người. Trên mặt hắn lộ ra một tia trầm mặt, đem lá trà để vào những không gian nội, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đường hắn đi ra thiên kiêu các thời điểm, liền nhìn đến phía trước tụ tập vài vạn người. Vương tiên bay thẳng đến bên trong đi đến, một cái mặt nạ trực tiếp xuất hiện ở hắn trên mặt, hoàn toàn che đậy khuôn mặt. Theo sát, kia phong tao áo đen cũng xuất hiện ở trên người. Thiên kiêu vô danh, trở về gần như vậy đoạn thời gian nội liền chọc hạ như thế đại phiền toái. Thật đúng là một cái xui xẻo nữ nhân. Vương tiên thân hình vừa động, trực tiếp huyền phù đến trên bầu trời, hướng tới bên trong nhìn lại. Tấu chương xong. Chương 1248, Thiên Kiêu Đại Chiến Ba. Bất luận kẻ nào không cần có bất luận cái gì lưu thủ, cho ta đem nàng bầm thay vạn đoạn, lấy tế minh thanh trên trời có linh thiên. Thiên Kiêu đài phía trước, hãng hải vương triều vương tử, như thế thiên kiêu đài đệ tam thất hắc mã hàng minh sơn chậm rãi đem hàng minh thanh thi thể đặt ở trên mặt đất đầy mặt sát khí trống lớn nói là chung quanh hãng hải vương triều hơn 30 người bao quanh đem lăng kiếm nhi vây quanh một đám trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí trung ương vị trí lăng kiếm nhi sắc mặt như củ lạnh băng nhìn quét chung quanh trên mặt không có chút nào động dung cho dù là đã lâm vào tuyệt cảnh nàng như cũ không có ra tay ngao ngao tiểu ha từ lăng kiếm nhi trên vai huyền phù đến không trung một đôi đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra hung thần thần sắc. Hộ chủ sốt ruột. Cho ta động thủ, sát. Chung quanh mọi người yên tĩnh một mảnh, một đám nhìn chầm chầm trong sân lăng kiếm nhi cùng hãng hải vương triều một đám người. Hàng Minh Sơn trong tay Thủy Linh Châu ở hắn trước người xoay tròn, cả đời tràn ngập sát khí thanh âm vang vọng thấp không trung. Nhiều như vậy đại nam nhân, khi dễ một cái cô nương không thích hợp đi. Liền ở hắn vừa dứt lời đi xuống trong nháy mắt, một thanh âm trực tiếp vang lên này lệnh vừa mới chuẩn bị động thủ hãng hải vương triều một đám người hơi hơi sửng sốt đầy mặt âm lãnh theo thanh âm xem qua đi hàng minh sơn sắc mặt khẽ biến tràn ngập sát khí ánh mắt trực tiếp chuyển qua đi thật là mất mặt nha đối phó một người nữ sinh còn muốn vây ẩu tấm tắt ngã ngớn kinh thường thanh âm lại lần nữa vang lên thanh âm tự nhiên là đến từ chính vương tiên hắn huyền phù ở không trung chậm rãi hướng tới lăng kiếm nghi vị trí đi dạo đi chung quanh một đám người cũng là hơi hơi sửng sốt ai dám nhúng tay chuyện này tìm chết sao đây chính là hãng hải vương triều sự tình ai nếu là tham dự chính là cùng toàn bộ hãng hải vương triều là địch nha tên này như thế nào sao có thể là hắn vô danh thiên kiêu thế nhưng là vô danh thiên kiêu hắn đây là muốn làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân sao vẫn là hắn trước kia liền nhận thức lăng kiếm nhi này vô danh thiên kiêu này nếu là giúp lăng kiếm nhi sao mọi người hơi hơi sửng sốt trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc bọn họ nhìn vương tiên bay đến lăng kiếm nhi bên cạnh một đám trường lớn đôi mắt Lăng Kiếm Nhi trong mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Tiên, trong mắt lập lòe mạc danh ánh sáng. Ngao ngao. Huyền phù ở trên bầu trời tiểu ha nghi hoặc chớp chớp mắt, theo sát hưng phấn mà kêu hai tiếng. Vô danh thiên kiêu. Hàng Minh Sơn nhìn đến Vương Tiên thân ảnh, trong mắt lập lòe lạnh băng hàng mang, ngươi là đến tự tìm tử lộ sao? Vương Tiên nhìn Hàng Minh Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, đáng tiếc các ngươi không có thực lực này. Một cổ tự tin cùng khinh miệt, ở Vương Tiên trên người phát ra. Này cổ phong kinh vân đạm, không đem hãng hải vương triều một đám người đặt ở trong mắt khí thế lệnh chung quanh mọi người hơi kinh hãi không hổ là vô danh thiên kiêu này cổ khí thế tuyệt đối không phải người thường có thể có được một người thanh niên nhìn vương tiên đạm nhiên bộ dáng đầy mặt kinh ngạc cảm thán cảm ơn lăng kiếm nhi ánh mắt lập lòe nhìn vương tiên nhẹ giọng nói một câu vương tiên vẫy vẫy tay một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng không có thực lực này tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo nếu ngươi muốn giúp cái này yêu nữ vậy ngươi liền cùng hắn cùng chết đi. Chung quanh, một người hãng hải vương triều thanh niên ánh mắt trong mắt tràn ngập sát khí quát. Vậy đến đây đi, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm như thế nào làm ta chết, ha ha. Vương tiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn quét chung quanh hơn 30 người. T, này vô danh thiên kiêu thật sự muốn ra tay giúp lăng kiếm nhi. Lúc này thật đúng là khó mà nói, hãng hải vương triều người muốn đưa bọn họ giết, rất khó. Lăng kiếm nhi thực lực ở thiên kiêu bản xếp hạng đệ tứ, đã có thể nói là động hư dưới đứng đầu, cái kia hàng minh sơn thực lực khó mà nói không biết cùng vô danh thiên kiêu so với ai khác cường ai yếu nhưng nếu không có hàng minh sơn chính diện đối kháng lăng kiếm nhi nói còn lại hãng hải vương triều người tuy rằng tương đối nhiều nhưng là lại rất khó đem lăng kiếm nhi chém giết không biết này vô danh thiên kiêu cùng lăng kiếm nhi cái gì quan hệ việc này lúc sau vô danh thiên kiêu nhất định lọc vào hãng hải vương triều đuổi giết chung quanh một đám người nhìn vương tiên nhỏ giọng nghị luận hàng minh sơn nhìn chằm chằm vương tiên sắc mặt hơi hơi biến hóa hàng minh thanh chết vô danh thiên kiêu đột nhiên xuất hiện làm hắn cùng hãng hải vương triều một đám người thật đúng là không nhất định có thể đem đối phương lưu lại nếu ngươi dám giúp lăng kiếm nghi ta hãng hải vương triều ngày sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đem đã chịu chúng ta hãng hải vương triều động hư cường giả đuổi giết hàn minh sơn nhìn chầm chằm vương tiên uy uy hiếp nói thân mình chậm rãi hướng tới phía trước đi rồi hai bước ha ha ta mặt nạ một trích các ngươi nhận thức ta là ai vương tiên nghe được hắn uy hiếp ánh mắt lộ ra một tia diễn ngược thần sắc phúc vương tiên những lời này thiếu chút nữa lệnh hàng minh sơn học máu chung quanh một ít người nhịn không được nở nụ cười ta đi này vô danh thiên kiêu nói rất có đạo lý mặt nạ một trích ai cũng không biết hắn chính là vô danh thiên kiêu ha ha không sai này vô danh thiên kiêu thật đúng là ẩn sâu công cùng danh ni ma thông minh nha một ít thanh niên nhịn không được cười nói hãng hải vương triều mọi người trên mặt càng thêm âm trầm lên thế nhưng thực sự có người ra tới giúp lăng kiếm nhi một bên vị trí đường linh nhi nhìn đến đột nhiên xuất hiện vô danh thiên kiêu hơi hơi nhíu mày, hơn nữa vẫn là cái này giấu đầu lòi đuôi gia hỏa, hắn đã hướng ta hạ đạt khiêu chiến. Linh Nhi ngươi hẳn là không phải đối thủ của hắn. Đường Nguyên nghe được nàng lời nói, ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm vương tiên. Một cái không dám lấy gương mặt thật gặp người chán ghét gia hỏa. Tưởng tượng đến vô danh thiên kiêu đã khiêu chiến nàng, mà chính mình rất có thể không phải đối thủ, nàng đối với này vô danh thiên kiêu càng thêm chán ghét. Một nguyên. Một bên đường nguyên trên mặt lộ ra trầm tư, môi khẽ nhúc nhích, hướng tới bên cạnh nắm một kiếm thanh niên truyền âm nói. Tay cầm một kiếm thanh niên ánh mắt nhìn qua, chậm rãi gật gật đầu. Giấu đầu lòi đuôi người, hoặc là không có thực lực, hoặc là diện mạo xấu xí, không biết ngươi thuộc về nào một loại. Trong tay hắn nắm một kiếm, ánh mắt nhìn chầm chầm hướng vương tiên, chậm rãi hướng tới trung ương vị trí đi đến. Là một nguyên, này một nguyên đây là muốn. Lại một người thiên kiêu tham dự tiến vào, hơn nữa vẫn là một nguyên. Hàng Minh Sơn, một nguyên, vô danh thiên kiêu, này ba vị chính là hiện giờ thiên kiêu đài lớn nhất tam thất hắc mã chẳng lẽ bọn họ ba người muốn đánh giá một chút cái này có ý tứ ba gã hắc mã va chạm thật muốn xem bọn hắn ai mạnh ai yếu chung quanh một đám người nhìn đến tay cầm một kiếm một nguyên lại đi ra lại còn có trực tiếp nhằm vào vô danh thiên kiêu trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc ta đây khả năng thuộc về người trước ta thực lực thực nhược vương tiên nhìn đến đột nhiên đi ra thanh niên trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười bình đạm đáp lại nói này vô danh thiên kiêu hảo hài hước nha. Có chút xoái nha, ta liền thích hài hước nam sinh. Vương tiên trả lời, lệnh chung quanh một ít hoa si nữ sinh phát ra si mê thanh âm. Tấu chương xong. Chương 1249, thiên kiêu đại chiến 4. Phải không? Nhưng là ta càng muốn muốn gỡ xuống ngươi mặt nạ, nhìn xem ngươi mặt nạ phía dưới xấu xí khuôn mặt. Một nguyên nghe được vương tiên nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt hơi hơi kinh thường nhìn chầm chầm hắn. Ngươi cũng muốn tham dự tiến vào. Lăng Kiếm Nhi nhìn đến một nguyên đi tới nhằm vào Vương Tiên, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, chất vấn nói. Ha ha, ta nhưng không tham dự các ngươi sự tình, ta chỉ là muốn tháo xuống một người xấu xí mặt nạ, để cho người khác biết, có một số người, không có tư cách cùng ta tề danh. Một nguyên cười lớn một tiếng, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn chầm chầm Vương Tiên, trong mắt tràn ngập lãnh mang. Này này một nguyên hiển nhiên là tới giúp hãng hải Vương Triều một đám người, chẳng lẽ hắn cùng hãng hải Vương Triều Vương tử giao hảo? Ai biết được? Rốt cuộc liền lăng kiếm nhi như vậy lạnh băng nữ tử đều có người thay hắn ra mặt, hãng hải vương triều có chút bằng hữu cũng thật bình thường. Thật đúng là biến đổi bất ngờ, vô danh thiên kêu ra tay giúp lăng kiếm nhi, kết quả một nguyên lại ra tay giúp hãng hải vương triều, lần này, lăng kiếm nhi vẫn là không có từ tuyệt cảnh trung ra tới. Chung quanh một đám người thấy như vậy một màn, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không khí lại lần nữa ngưng trọng lên, một nguyên đầy mặt miễn cười nhìn chầm chầm vương tiên, mà hãng hải vương triều mọi người sắc mặt lại lần nữa lạnh băng trào phúng tỏa định lăng kiếm nhi. Hàng Minh Sơn trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, đảo qua Vương Tiên cùng Lăng Kiếm Nhi, sở hữu cùng chúng ta đối nghịch, đều phải chết. Khi đó là là tiền bối, tuyệt đối là tiền bối, cái kia thân ảnh, cái kia hơi thở, ta tuyệt đối sẽ không quên, tuyệt đối sẽ không. Đúng lúc này, một người quần áo như cũ có chút cũ nát thanh niên mang theo một cái mũ, đầy mặt kích động mà nhìn chầm chầm Vương Tiên thân ảnh. Thân hình hắn có chút run rẩy, trong mắt tràn ngập cảm kích. Nhưng mà thực mau, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt tràn ngập vô tận sát khí nhìn chầm chầm một nguyên, khủng bố khí thế, bay thẳng đến chung quanh phát ra. Sao lại thế này? Ở hắn chung quanh vài tên thanh niên cảm thụ này trên người khủng bố khí thế, đầy mặt hoảng hốt hướng tới tả hữu rời đi. Ông! Liền ở hai bên vài tên thanh niên đầy mặt khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh đại kiếm. Đại kiếm kim thủy hai loại thuộc tính, cái loại này bể nghệ khí thế, trực tiếp bộc phát ra tới. Là ngươi, không có tư cách cùng hắn tề danh. Gầm lên giận dữ, không hề dấu hiệu trống giận. Cùng với, là một bóng hình, tấn mảnh hướng tới một nguyên đánh sâu vào mà đi. Hoàn toàn không có chút nào dự triệu, chỉ có một câu, mang thêm khủng bố sát khí. Xuyên kim kiếm. Này quần áo cũ nát thanh niên, bay thẳng đến một nguyên giết qua đi. Là nhậm tinh thần, thiên nột, hắn đây là muốn làm gì? Bên cạnh thanh niên truyền đến một tiếng kinh hô. Bị khủng bố sát khí tỏa định một nguyên sắc mặt cuồng biến, đương hắn quay đầu nhìn đến hướng tới chính mình công kích mà đến nhậm tinh thần khi, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Nhậm tinh thần, hắn tự nhiên nghe nói tên này cũng kiến thức quá hắn chiến đấu kim thủy song thuộc tính khủng bố thiên kiêu nửa bước động hư thực lực ở động hư dưới gần như vô địch tồn tại nhìn kia chiêu bài xuyên kim kiếm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nhậm tinh thần cho dù là hắn cuồng ngạo không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt thậm chí đối với này vô danh thiên kiêu cũng không có đặt ở trong mắt nhưng đối với nhậm tinh thần hắn tự hỏi chính mình tuyệt đối không phải đối thủ phồn hoa nở rộ nhậm tinh thần vội vàng hướng tới trước người vung lên trên mặt đất vô số dây mây hướng tới xuyên kim kiếm ngăn cản và đi. Hắn thân hình, vội vàng hướng tới phía sau thối lui. Nhậm tinh thần, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao công kích ta? Hắn mặt âm trầm nói thẳng nói. Bởi vì ngươi, đáng chết. Nhậm tinh thần trên người khủng bố kim thủy hai loại thuộc tính toàn diện bùng nổ, trực tiếp bùng nổ thần thông, hướng tới hắn chém tới. Ta. Nghe được hắn những lời này, một miên trên mặt lộ ra nghẹn khuất thần sắc. Ta đáng chết. Mẹ nó, nào có như vậy lý do? Này nhậm tinh thần cũng quá cuồng bạo, như thế nào trực tiếp động thủ, hơn nữa công kích trung ẩn chứa sát khí, đây là muốn giết một nguyên A. Vừa rồi nhậm tinh thần câu nói kia, câu kia là ngươi không có tư cách cùng hắn tề danh, như vậy tới nói, nhậm tinh thần là thế vô danh thiên kiêu ra tay. Vô danh thiên kiêu cùng nhậm tinh thần quan hệ thực hảo. Thế nhưng lệnh nhậm tinh thần trực tiếp động sát ý. Này thật đúng là một đợt vài chiếc, mấy ngày liền kiêu bản đệ tam nhậm tinh thần đều ra tới, thiên nộp nhậm tinh thần đột nhiên mà công kích, đột nhiên mà làm rối, lệnh mọi người đầy mặt kinh ngạc. Ngay cả Lăng Kiếm Nhi cùng Vương Tiên đều hơi hơi sửng sốt. Này nhậm tinh thần quá cuồng bạo, không nói hai lời, trực tiếp liền sát. Gia hỏa này nhận ra ta tới. Vương Tiên nhướng nhướng mày, ánh mắt nhìn nhậm tinh thần. Động bất động tay. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Lăng Kiếm Nhi, nhàn nhạt hỏi. Ngươi. Lăng Kiếm Nhi há miệng thở dốc. Giết đi. Vương Tiên không chờ nàng nói ra tới, trong tay vỏ kiếm hướng tới chung quanh vung lên. Một mạt kim mang hướng tới chung quanh công kích mà đi. Kim thủy tổ hợp kim lưu, này nhất chiêu vương tiên phi thường thích, cánh tay sẽ đi qua, kim sắc quang mang quét ngang hết thảy. A a a a. Vương tiên đột ngột công kích, chung quanh nháy mắt truyền đến kêu thảm thiết thanh âm. Một kích, mười mấy người tử vong, chỉ có hai gã nửa bước động hư thanh niên, ngăn cản ở vương tiên tùy tay một kích. Lăng kiếm nhi ngẩn người, ánh mắt trực tiếp nhìn chầm chầm hàng minh sơn, sát lộng lẫy kim mang nháy mắt hướng tới hắn tập kích mà đi. Sát, cho ta sát. Nhậm tinh thần xuất hiện, vương tiên đột nhiên công kích chém giết mười mấy người, lăng kiếm nhi ra tay, lệnh hàng minh sơn phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp đón nhận đi. Cái kia một nguyên giao cho ta. Vương tiên nhất chiêu quét ngang, kinh sợ vây quanh bọn họ còn sót lại hai mươi người tả hữu, hắn ánh mắt nhìn về phía bị nhậm tinh thần đè nặng đánh một nguyên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Là. Nhậm tinh thần không dám có bất luận cái gì vi phạm, công kích nhậm tinh thần tư thế lập tức lui về phía sau. Làm ta nhìn xem, ngươi có cái gì tư cách. Vương tiên bay thẳng đến một nguyên bay đi, trong tay kiếm như cũ không có ra khỏi vỏ. Như cũ là kim loại tính. Thần thông, kim nứt hư không. Đáng chết. Một nguyên trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh, nhìn đến nhậm tinh thần không hề công kích chính mình, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm vương tiên, lồng ngực nội tràn ngập sát khí. Hắn muốn bắt cái này đáng chết gia hỏa hết giận. Một liễu treo cổ đối mặt vương tiên thần thông hắn đồng dạng dùng ra thần thông hướng tới kim nứt hư không công kích mà đi ầm 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 hai cái cường đại thần thông va chạm ở bên nhau nhưng mà lệnh một nguyên hoảng sợ chính là hắn một liễu treo cổ trực tiếp bị kia từng đạo kim đâm thủng thấu khủng bố kim mang hướng tới thân hình hắn bao trùm mà đi một táng hắn đồng tử nhịn không được trục trục trên người tản ra lóa mắt màu xanh lục quang mang ở hắn mặt đất cánh tay thô bụi gai bay thẳng đến thân hình hắn quấn quanh mà đi một tán một thuộc tính thần thông. Này nhất chiêu một tán, tức có thể công kích địch nhân, cũng có thể đủ dùng đến từ bảo, là hắn nhất đắc ý thần thông. Phốc phốc phốc. Bất quá, đương kia từng đạo kim mang công kích mà đến thời điểm, hắn một tán dễ dàng dập nát. Vô số đạo kim mang, xuyên thấu thân hình hắn. Tấu chương xong. Chương 1250, thiên diệp cùng vô danh. Sao có thể không có khả năng? Vương Tiên cùng một nguyên chiến đấu thời gian thực đoạn thực đoạn, gần chỉ có 2 giây không đến thời gian liền ở chung quanh một đám người kinh ngạc nhìn chiến đấu nháy mắt bùng nổ nháy mắt, một nguyên đã chết. Hắn trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn chính mình ngực. Tại sao lại như vậy? Hắn chính là thi triển hai cái thần thông, tới đối kháng đối phương một cái thần thông, này đều đối bất quá. Tấm tắc, liền loại thực lực này, còn dám đi lên chịu chết. Vương tiên kinh thường lắc lắc đầu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Giờ khắc này, dường như khắp không gian tỉnh xuống dưới, mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn chầm chầm chậm rãi ngã trên mặt đất một Nguyên. Liền liền như vậy đã chết. Đường Nguyên cùng đường Linh Nhi cả người chấn động, trong miệng lẩm bẩm. Liền như vậy đã chết. Này cũng quá nhanh đi. Nháy mắt hạ gục. T. chung quanh, chỉnh tề hít hà một hơi thanh âm truyền đến, bọn họ ngốc ngốc nhìn cái kia mang theo mặt nạ, một thân áo đen vương tiên, trong lòng chấn động vô cùng. Ở vừa rồi, liên nhiệm sao trời ở năm sáu chiêu trong vòng cũng chưa có thể đánh bại một trần, chỉ là đem chi áp chế nhưng mà vô danh thiên kiêu chỉ dùng nhất chiêu. Này! Vô danh thiên kiêu thực lực, so nhậm tinh thần hiếu thắng, bằng không nhậm tinh thần cũng sẽ không nói một nguyên không có tư cách cùng hắn so. Một người thanh niên nghĩ đến nhậm tinh thần vừa mới bắt đầu lời nói, thật sâu mà hít một hơi, hoảng hốt nói. Người bên cạnh, nhận đồng gật gật đầu. Không thực lực của hắn. Đang ở cùng lăng kiếm nhi chiến đấu hàng minh sơn viết quá nháy mắt nháy mắt hạ gục một nguyên, trừng lớn đôi mắt. ầm 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 Liền ở hắn thất thần giờ khắc này, một đạo lộng lẫy kiếm mang dừng ở ngực hắn vị trí. Hắn sắc mặt khẽ biến, trên người lam quan nở rộ, ngực vị trí càng là trực tiếp ngưng tụ thành khủng bố lốc xoáy. Trên người hộ giáp trực tiếp mở ra. Nhưng này một đạo lộng lẫy kiếm mang dừng ở trên người hắn thời điểm, khủng bố va chạm tiếng động truyền đến. Hàng Minh Sơn sắc mặt đại biến, cắt cao nhìn chầm chầm lăng kiếm nhi, ngươi kiếm mang như thế nào sẽ như thế khủng bố. Hắn tự hỏi thực lực của chính mình không thể so lăng kiếm nhi nhược, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chính mình sai rồi. A a a, chung quanh kêu thảm thiết thanh âm truyền đến hắn sắc mặt đỏ bừng lên trốn một tiếng gầm rú từ hắn yết hầu trung phát ra một cái dòng nước cánh chim trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau cả người giống như một đạo tấn mảnh dòng nước bay thẳng đến nơi xa bỏ chạy đi lăng kiếm nhi nhìn hắn đào tẩu hơi hơi nhíu nhíu mày không có truy kích mặt khác những cái đó đang ở bị nhậm tinh thần tàn sát hãng hải vương triều một chúng tinh anh đệ tử cũng vội vàng hướng tới nơi xa bỏ chạy đi nhìn đến lăng kiếm nhi không có truy vương tiên cũng không có ra tay ngao ngao tiểu ha hưng phấn mà xem vương tiên thân hình vừa động bay thẳng đến hắn phát lại đây ân ừ. vương tiên nhìn tiểu ha hướng tới chính mình phát lại đây hơi hơi sửng sốt này cẩu thịt chất không tồi hẳn là ăn rất ngon hừ tiểu ha lại đây lăng kiếm nhi nghe được vương tiên giấu đầu lòi đuôi che giấu hướng tới vương tiên đi tới hô nhậm tinh thần cũng hai mắt nóng cháy hướng tới vương tiên đi tới đi rồi vương tiên quét bọn họ liếc mắt một cái đem tiểu ha ném cho lăng kiếm nhi xoay người hướng tới thiên kiêu đài đi đến. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh rậm rạp vài vạn người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Xếp hạng ta phía trước thiên kiêu, phiền toái các ngươi xoay chuyển trời đất kiêu đài, ta muốn đem thiên kiêu bản đánh xuyên qua, không cần lãng phí ta thời gian. Kinh phiêu phiêu ngôn ngữ từ hắn trong miệng truyền đến, lệnh sở hữu thanh niên ngẩn ngơ. Vương tiên không để ý đến bọn họ thân hình vừa động, hướng tới thiên kiêu đài vị trí bay đi. Nhậm tinh thần không có chút nào do dự, trực tiếp đuổi theo đi. Lăng kiếm nhi ánh mắt lập lòe nhìn hắn thân ảnh, cũng trực tiếp đuổi theo qua đi. Đánh xuyên qua thiên kiêu bản. Này vô danh thiên kiêu thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào? Nhất chiêu nháy mắt hạ gục một nguyên, này vô danh thiên kiêu hẳn là có được đánh xuyên qua thiên kiêu bản thực lực. Nguyên bản là hãng hải vương triều một đám người vây công lăng kiếm nghi, hiện giờ ngược lại hoảng sợ đào tẩu, cái kia vô danh thiên kiêu, quá khủng bố. Mấy vạn nói ánh mắt nhìn chầm chầm kia ba đạo thân ảnh, một cái trong miệng gian nan phun ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Lục ca, ngươi nói tứ ca có phải hay không đối thủ của hắn? đường linh nhi sắc mặt kịch liệt biến ảo đầy mặt không xác định nhìn một bên đường nguyên hỏi mấy ngày trước nhị ca nói hắn không nhất định là nhậm tinh thần đối thủ đường nguyên trong mắt ánh mắt lập lòe chậm rãi nói nói xong câu đó hắn liền không có nói cái gì nữa bởi vì tất cả mọi người xem ra tới vô danh thiên kiêu so nhậm tinh thần hiếu thắng cái này bản xếp hạng khả năng thật sự không ai có thể đủ ngăn cản trụ vô danh thiên kiêu một người thanh niên thở dài một hơi thật mạnh nói ai nói Chúng ta thần phong học viện Thiên Diệp học trưởng tuyệt địa so với hắn cường. Đúng lúc này, một tiếng phản đối thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một người ăn mặc thần phong học viện phục sức thanh niên đầy mặt không phục ngẩng đầu, lấy chúng ta Thiên Diệp học trưởng thực lực, cái kia vô danh thiên kiêu, tuyệt đối không phải đối thủ. Không sai, chúng ta Thiên Diệp học trưởng là mạnh nhất, hừ, lúc trước chúng ta học trưởng cũng nhất chiêu đã đánh bại một người tiền 10 thiên kiêu. Ta cảm thấy Thiên Diệp đều không phải vô danh thiên kiêu đối thủ, một nguyên nha, chính là xếp hạng thứ 9, nhất chiêu dây, đây là cái gì khái niệm? thiên diệp cũng làm không đến. Không sai, hiển nhiên vừa thấy, tuyệt đối là vô danh thiên kiêu lợi hại, thiên diệp tuyệt đối không phải này đối thủ. Bậy bạ, chúng ta thiên diệp sư huynh, thanh niên một thế hệ có một không hai thiên hạ, không có người là đối thủ của hắn. Thần phong học viện chư vị, thừa nhận người khác thực lực cường có như vậy khó khăn sao? Tuyệt đối là vô danh thiên kiêu cường. Thí, ta dám nói, chỉ cần vô danh thiên kiêu dám kiêu chiến chúng ta thiên diệp học trưởng, chắc chắn bị hảo hảo giáo dục. Đột nhiên, toàn bộ thiên kiêu trước đài nóng mặt náo loạn lên, một đám tranh luận thanh âm vang lên. Rất nhiều người cho rằng vô danh thiên kiêu là mạnh nhất, có thể đánh xuyên qua toàn bộ thiên kiêu bản. Mà thần phong học viện cùng với mặt khác một ít người, còn lại là cho rằng thiên diệp là mạnh nhất, vô danh thiên kiêu tuyệt đối không phải đối thủ. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào, một đám thiếu chút nữa xảo lên. Liền kém cuối cùng cầm lấy vũ khí làm đi lên. Cùng thiên diệp so sao? Cái kia vô danh còn kém một ít. Đường Nguyên ánh mắt quét quét một chúng tranh luận đoàn người, sắc mặt có chút không tốt bay thẳng đến Thiên Kiêu các nội đi đến. Một hồi vốn là Hãn Hải Vương triều cùng Lăng Kiếm Nghi chi gian tranh đấu, lại ở vô danh Thiên Kiêu cùng Thiên Diệp tranh luận chung kết thúc. Tiền bối. Mà giờ này khắc này, đuổi sát Vương Tiên đi vào Thiên Kiêu trước đài nhậm tinh thần muốn nói dục ngăn hướng tới Vương Tiên hô. "Hảo, không có việc gì thời điểm chạy nhanh trốn đi đi, đừng làm cho Hãn Hải Vương triều người khô chết." Vương Tiên xoay người, cao mày hướng tới nhậm tinh thần nói. Tiền bối, ta tưởng đi theo ngài. Nhậm tinh thần cúi đầu, hướng tới vương tiên nhược nhược nói. Ngươi thực lực như vậy nhược, vẫn là không cần thác ta chân sau. Vương tiên trực tiếp lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên lăng kiếm nhi. Ta muốn báo đáp ngươi ân cứu mạng. Lăng kiếm nhi nhìn hắn, nói thẳng nói. Tấu chương xong.